Kính chào quý chị và các bạn. Quý chị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 23 tháng 2 năm 2024 của Đài truyền hình Tiền Giang. Trong 24 giờ qua, thời tiết toàn tỉnh mây thay đổi, không mưa. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang, dự báo trong 24 giờ tới, tỉnh Tiền Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam áp cao lạnh lục địa được tăng cường yếu lệch đông. Rãnh áp thấp có trục 24 đến 27 độ Vĩ Bắc, tiếp tục bị nén và đẩy dần lên. Trên cao áp cao cận nhiệt đới, nâng trục lên phía Bắc qua Trung Trung Bộ hoạt động mạnh dần và có xu hướng lấn Tây. Thời tiết trong tỉnh mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ C. Riêng đối với thời tiết các khu vực trong tỉnh, tại các huyện phía Tây gồm Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và Tân Phước, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Ở khu vực trung tâm gồm các huyện Châu Thành, thành phố Mỹ Tho và Chợ Gạo, có mây, không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ C. Thời tiết khu vực phía đông gồm các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ C. Khu vực trồng cây ăn trái, thời tiết chủ đạo không mưa, nắng nhiều, do vậy bà con còn phải chủ động cung cấp đầy đủ nước và giữ ẩm cho cây trồng. Khu vực nuôi trồng thủy sản, trời ít mây, nắng nhiều, nhiệt độ chênh lệch giữa sáng và trưa cao, ảnh hưởng đến ngưỡng chịu nhiệt của một số loại thủy hải sản nuôi. Do vậy bà con cần trang bị lưới che, giảm nhiệt độ bề mặt ao vào buổi trưa và xế chiều, đồng thời tăng cường quạt nước, cung cấp oxy hòa tan, đặc biệt là tầng đáy. Giếng chùa ngày Tết Nguyên Tiêu ngày rằm tháng Giêng không chỉ chịu ảnh hưởng bởi nguồn gốc Phật giáo. Ngày lễ này còn có sự giao thoa với đạo giáo và tín ngưỡng thờ mẫu bản địa. Vậy nên ngày rằm tháng Giêng còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu, nghĩa là đêm trăng tròn đầu tiên của năm. Hòa mình vào dòng người đi lễ chùa ngày rằm tháng Giêng để cầu mong sức khỏe, bình an, thì có nhiều du khách nước ngoài đến tham quan, tìm hiểu văn hóa dân tộc Việt, đến Tiền Giang chiêm ngưỡng công trình kiến trúc mang tính lịch sử chùa Vĩnh Tràng ở ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đây là một ngôi chùa nổi tiếng ở miền Nam, được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Trong không gian tĩnh lặng hòa quyện vào tiếng chuông chùa ngân vang, người viếng chùa cầu nguyện gia đạo bình an, yên vui, may mắn, cầu mong một năm mới an lành, vạn sự hanh thông. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi dự báo thời tiết tại một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.